Vâng, chào các bác nhé. Ở hôm nay thì em lại về thêm một ít đồ các bác này. Đấy, gồm có ba con âm ly Nhật ha, âm ly Onkyo này, âm ly Victor S9 ha. Và có ba con đẩy các bác, một con Yamaha 2080. Đấy, và đây là hai con đẩy Mỹ ha, một con CBL MBX 600 và một con CBL MBA 750. Đấy, đầu tiên là con Victor Zia S9 này các bác này. Đấy, thương hiệu Victor ha. Và model là Zia S9 đây. Đây, con này thì rất là hay của hãng Victor ha. Đây, các bác mua con âm ly này, các bác được thêm 7 cần chỉnh equalizer nữa ha. Đây, nó tích hợp 7 cần chỉnh nè các bác, bát mid chép trong đây ha. Đây, giống như là một con lọc luôn. Đây, các bác chỉnh con này thì cực kỳ hay, tiếng rất là sắc nét ha. Đây, các bác chơi con này thì cực kỳ hay trong cái tầm tiền các bác. Đây, nói về chất âm ha. Rồi, và các bác cùng xem con này về thì còn mới lắm. Đây, mặt mũi là còn sáng bóng ha. Đấy, nó mới tinh luôn các bác. Đấy. Rồi, và đây là 7 cần chỉnh ha, bát mid chép ở đây. Đấy, những đường vào các bác này, những cái giải tầng của chép ha. Đấy, những đường vào phía sau này, cầu A cầu B. Đấy, ba lăng đây, low net ha. Đấy, low net và volume. Đấy, mặt trước là siêu mới các bác. Rồi, và đây là phía trên ha, mặt lưng này. Đấy, mặt lưng thì cũng còn đẹp lắm. Đây, em mở cho các bác xem bên trong ha. Đấy, bên hông của nắp lưng còn đẹp hết ha. Rồi, và đây là bên trong này các bác này. Đấy, tất cả là còn xin tuyệt đối ha. Một cái nguồn đây, hai tủ lọc lớn này. Đấy, và ví mặt đây các bác xem qua. Đấy, tất cả là xin tuyệt đối ha. Rồi, và sò nó chạy 4 sò sắt các bác. Đấy, bên đây hai con này. Và bên trong đây hai con nữa ha. Đấy, tổng cộng là 4 con sò sắt ha. Rồi, và đây là phía sau của âm ly. Đấy, có rè ao, có men in ha. Ở phía sau mới lắm các bác, hai cầu loa đây, hai cầu loa AB ha. Đấy, made in xà băng đây. Rồi, và các bác cùng xem cái thông số hạ điện 100V này. Công suất là 135W ha. Đấy, 135W. Đối với con này thì các bác chơi những cặp loa Nhật ha, các bác nghe nhạc trên những cặp loa Nhật bass 30 đấy, là các bác chơi rất là căng ha. Đấy, chất âm thì các bác cứ yên tâm. Đấy, bass mid chép lên rất là nhiều ha, rất là sáng tiếng. Đấy, còn Victor S9 này em cũng xin báo giá cho các bác ha. Tình trạng là đẹp xuất sắc này, mặt mũi này và xin tuyệt đối ha. Đấy, con này là 5.9 triệu ha. 5.9 triệu em bao ship này các bác này. Đấy, 5.9 triệu em bao ship toàn quốc ha. Rồi, và tiếp theo là một con đẩy Yamaha. Đấy, con này là con B2080 ha. Một con đẩy nhỏ gọn thôi, size mỏng thôi, hai quai sắt hai bên. Đấy, đáp ứng cho các bác chơi những cặp loa Nhật bass 30 ha. Đấy, loa Nhật các bác chơi bass 30 thoải mái luôn, ghép vang hát karaoke. Rồi, đây là bên trong nội thất này. Đấy, một cục nguồn đây ha, hai tủ lọc. Đấy, phí mặt này các bác cùng xem qua đây, chạy 8 sò than ha. Bên đây là 4 con này. Đấy, và bên đây là 4 con này các bác. Đấy, 8 sò than ha. Rồi, và đây là phía sau của đẩy đây. Đấy. Rồi, con này thì điều 100 này, công suất là 220W ha. Hai cầu loa AB. Đấy. Trở kháng là từ 4-8 ohm ha, mono là 8-16 ohm. Đây, các bác chơi hai loa bình thường là 4-8 ohm. Đây, 220W ha. Đây, các bác chơi những cặp bass 30 rất là căng. Đây, loa Nhật ha, các bác đánh loa Nhật ha, bass 30. Đây, ghép vào hát karaoke thoải mái ha. Rồi, con này là 3.1 triệu các bác ha. Con này là 3.1 triệu này, em bao ship ha. Đây, đánh 30 cực kỳ căng các bác, loa 30 ha. Rồi, và tiếp theo là hai con âm ly Onkyo. Đây, các bác cùng xem cái thương hiệu Onkyo này. Và model là A755MK25 mã 70. Con này là con sạc 70 này. Và con này là con sạc 100 ha. 755N25 mã 100 các bác này. Đây, con này thì nó khủng hơn con này ha. Đây, con này công suất nó khỏe hơn. Và cái chất âm thì nó cũng mạnh mẽ hơn ha. Này, con này là con nhỏ các bác. Rồi, và đầu tiên các bác cùng xem mặt mũi cái con bên đây ha. Đây, rất là mới các bác. Rồi, và con sẹp 100 này. Đấy, con này thì có má gỗ ha. Má gỗ này. Đấy, trông nó ngầu hơn. Con này thì không có ốp gỗ ha. Đấy, những con này thì các bác chơi cực kỳ hay trong cái tầm tiền ha. Đấy, nhất là cái con sẹp 100 này các bác này. Đấy, đánh rất là bạo lực ha. Bát chép lên rất là nhiều. Đấy, con này thì các bác chơi những cặp loa công suất yếu hơn ha.
Đấy, con này công suất nó nhỏ hơn. Rồi, cả hai dòng này thì đều chơi được ABA cộng B ha. Bát chép ba lăng đây, lâu nét các bác này. Đấy, giải tầng của bát chép đây ha. Đấy. Và con này cũng vậy. Đấy, bát chép ba lăng lâu nét này. Đấy, giải tầng bát chép này các bác này. Đấy, nó cũng tương tự nhau ha. Rồi và tiếp theo là phía trên đây. Đấy, những con này về còn mới lắm, các bác cùng xem nắp lưng này. Rồi vậy em cũng mở cho các bác xem. Đấy, nắp lưng còn đẹp hết ha. Đây bên trong nội thất này các bác. Cả hai dòng này thì đều chạy sò sắt ha. Đây em mở nốt cái con này luôn. Đấy, tất cả là còn đẹp hết này các bác, nắp lưng này. Đấy, ốp gỗ ha. Đấy, phần gỗ cũng còn mới lắm. Rồi, và tổng thể bên trong cả hai con đây. Đấy, nó cũng tựa tựa nhau các bác. Thiết kế ha, tựa tựa nhau. Đấy, con xe 100 đây. Con này thì nguồn nó lớn hơn ha. Nó chạy một tụ lớn này và bốn con sò sắt ha. Con này nó chạy sò Toshiba. Toshiba chữ đỏ ha. Và bên đây nó chạy sò Nex các bác. Sò Nex ha, hai con đen hai con đỏ. Đấy. Rồi và tiếp theo là phía sau của âm ly. Đấy, tất cả bên trong là zin hết ha, zin tuyệt đối hết. Đây là phía sau con sẹt 70 này các bác này. Đấy, còn khá là mới ha, có rề ao. Những đường vào này các bác này, tuner AUX này. Cầu loa AB ha. Là trở kháng của nó là 8 ohm. Và con này điện 100V, công suất là 91W ha, made in Sa Băng. Đấy, đối với con này thì các bác chơi những cặp bass 25 của Nhật ha, có thể đánh loa 30 được. Đấy, với cái mức công suất loa là tầm 150W trở về ha, thì các bác đánh loa 30 vẫn tốt ha. Đấy, vẫn rất là căng. Rồi và đây là con sạc 100 đây, 755 sạc 100. Đấy, giống nhau ha. Rồi và con này thì made in Sa Băng này, 130W này, điện 100V. Đấy, 8 ohm ha. 130W đấy các bác chơi bass 30 rất là căng. Những cặp loa nghe nhạc của Nhật ha. Đấy, cứ bass 30 này các bác chơi cực kỳ căng ha. Công suất lớn cũng chơi thật. Cũng chơi láng ha. Đấy, con này đánh khỏe, nghe hay. Rồi và em có xin báo giá cho các bác luôn. Đấy, cái con 755 xẹp 70 ha. Con này thì là 3 triệu bao ship ha. Đấy, và cái con này là 4 triệu 2 bao ship này các bác này. Đấy, cái con 755 xẹp 100 này ha, là 4 triệu 2 em bao ship ha. Đấy, mức giá rất là tốt các bác. Rồi và tiếp theo là hai con đẩy Mỹ ha. Hai con đẩy Mỹ, một con CBL MBX 600. Đấy, con này về mới lắm các bác cùng xem qua ha. Đấy, hàng đẹp lắm các bác ạ. Hai volume này, một đút nguồn đây. Đấy. Rồi và bên trong đây, em mở nắp lưng cho các bác xem ha. Đấy, nắp lưng cũng còn đẹp này. Rồi và tiếp theo là bên trong. Đấy, đối với con MBX 600 này thì các bác đánh những cặp full 40 ha. Những cặp loa full 40 của Nhật, của Mỹ. Đấy, chơi rất là căng các bác. Để em quay cái con 750 ha, quay hai con một lúc cho các bác xem. Đây là con MBA 750. Đấy, hai volume ha, một nút nguồn đây. Con này mặt tiền còn đẹp này các bác này. Đấy. Rồi em sẽ mở cho các bác xem bên trong luôn. Cái nắp lưng thì nó không được đẹp mấy ha, nó có những cái vết nó cấn cấn đây này. À, phía sau nữa ha, hơi xấu xấu một tí, nắp lưng thôi các bác. Rồi và đây là bên trong. Đấy, con này khủng hơn ha, con này khủng hơn nhiều các bác. Đây là con bên trong con 600 đây, một cái nguồn lớn này. Đấy. Đấy, khá là nặng ha, và 8 con tụ lọc. Đấy, bên trong là vĩ mặt đây các bác xem này. Đấy, chạy 12 sò than lớn ha, chạy 12 con và cùng với đó là 12 con bù áp các bác. Đấy, 12 sò than lớn và 12 bộ áp ha. Rồi, đây là phía sau đây, những đường vào ha, đường ra loa và quạt tản nhiệt. Rồi, và bên đây là con MBA 750 đây. Đấy. Rồi, hai bên là hai nguồn ha, các bác cùng xem đây. Hai nguồn. Con này cực kỳ nặng các bác. Và nó có hai vế như vậy ha, nó có hai vế đối xứng như vậy các bác này. Ở trên là 8 con tụ lọc ha, và ở dưới là 8 con tụ lọc. Đấy, nó đối xứng với nhau ha. Và sò cũng vậy. Đấy, ở trên là 12 sò than lớn này, ở dưới là 12 sò than lớn nữa ha. Đấy, tổng cộng là 24 con sò than lớn này, và cùng với đó là 16 con tụ lọc ha. Đấy, và bộ áp cũng vậy. Đấy. Con này thì các bác chơi full đôi 40 ha. Đây, các bác chơi full đôi 40 này, hoặc là đánh một cặp súp 50 này, rất là thoải mái ha. Còn con này thì các bác chơi full đơn ha, full đơn 40, hoặc là một cặp súp 30 ha. Đấy.
Rồi và tiếp theo là phía sau của đẩy. Đây là con 600 đây. Đấy, cầu loa ha, đánh từ 4 tới 8 ôm, còn đẹp hết này. Đường vào là 6 ly canon ha, các bác cắm thẳng vào đây luôn. Đấy, quả tắng nhiệt đây. Hai cầu loa và các bác cùng xem này. Made in USA. Đấy, MBX 600 ha. Con này 600W 1 cân ha, điện 230V này. Dòng máy xuất châu Âu ha. Đấy, 600W 1 cân các bác. Đây là phía sau con 750 ha. Có hai cầu loa đây. Cũng đánh từ 4 tới 8 ôm các bác. Đấy. Và cái thông số bên này ha, con này đường vào là canon thôi ha, không có xài 6 ly được. Đấy, con này made in USA này. 750W 1 cân ha, điện 220 cho tới 240. Đấy, vẫn là máy xuất châu Âu ha. 750W 1 cân các bác. Rất là khỏe ha. Rồi và em cũng xin báo giá với các bác luôn. Đấy, cái con CBL MBX 600 này ha. Con này là 11 triệu ha. 11 triệu đồng em bao ship này. Đấy, tình trạng là còn đẹp ha. Đấy, sim tuyệt đối hết. Và con 750 này. Đấy. Con này thì bình thường nó là 14 các bác, mà cái nắp lưng nó không được đẹp ha. Đấy, mặt mũi này các bác cùng xem qua này. Đấy, hàng Nhật về ha, hàng bãi Nhật về. Rồi, con này em có xin báo giá cho các bác luôn. Đấy, bình thường là 14 ha, còn hôm nay em để cho các bác con này 12 triệu 8 ha. 12 triệu 8 con này các bác này. Đấy, 12 triệu 8 con này em bao ship ha. Rồi bác nào quan tâm thì các bác gọi giúp em ha. Đây, 0981 384842. Và em có xin chào các bác nhé.